À, ngồi một mình ở trong uh, rừng uh, một rừng tre trúc đây toàn là tre trúc uh, xung quanh mình đây uhm. nói chung là yên tĩnh thật yên tĩnh yên thật uhm, không có ai ở đây và buổi chiều uh, khoảng cỡ bốn giờ chiều bốn giờ chiều đi dạo lòng vòng trong rừng bây giờ quay lại ngồi đây uh, ngồi trong bóng mát bụi uh, trúc uh, nãy giờ thì vô thăm tròi rồi uh, rẫy dự tính uh, tối nay ở lại tối nay ở lại tròi uhm. <laughs> có một số anh em uh, trong đây uh, ở lại đây và mình đi dạo xung quanh uh, trong cái rừng gần xung quanh cái đám uh, mình trồng keo ở đây và trong rừng uh, uh, thì uh, mùa tết năm nay thì chui vô được ở trong rừng để gọi là có khả năng ở lại ở trong rừng hoặc là đi về uh, ăn tết ở nhà chưa biết chưa biết được À, có thể người ta gọi là trốn covid mà cũng không phải không cũng phải trốn covid mà vua đây là thăm rẫy là kín. À, ban ngày thì nắng rồi gió nắng à, chiều nay thì cũng như là sấm mát rồi sấm mát rồi có gì tí sẽ quay tiếp quý vị nhé